Ok hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của mình, lại là mình Will đây Và trong video này ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái nền tảng Lampad đang rất là hot Đó chính là nền tảng Lampad CPAD nha các bạn Thì uh, như các cái đợt mùa trước thì mình cũng có chia sẻ cho mọi người Đó là những cái trong cái mùa up trend ấy Thì các bạn một trong những cái về uh, các cái nền tảng Lampad hoặc là những cái suất mà được mua IDO ấy hoặc là IEO hoặc là ICO thì các bạn không nên bỏ qua bởi vì đó là một trong những cơ hội để giúp cho chúng ta có thể là từ một cái số vốn nhỏ chúng ta có thể là uh, phát triển cái số vốn mình lên rất là nhanh chóng bên cạnh đó thì cái mức độ an toàn của nó cũng khá là cao đúng không thường thì những cái dự án mà chúng ta được mua các suất IDO là chính là cái vòng public sale đó thì như chúng ta thấy là với những dạng chất lượng ấy, có thể là khi một lít lên sàn nó có thể x10 x20 thậm chí x cả 100 lần đó, và một trong những cái dự án về nền tảng hôm nay mình muốn giới thiệu đến là nền tảng Cipac và trong video này thì mình cũng sẽ nói rất kỹ hơn về những cái dự án mà đang được làm phát ở trên cái nền tảng Sipak này nó có tiềm năng và nó có đáng đầu tư hay không nhé. Mình là Will đến từ V Capital. Ok, vậy thì không mất thời gian của bạn nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu qua thêm một chút về cái nền tảng Sipak này nhé mình sẽ không hướng dẫn quá lê nhiều về cái cách để các bạn có thể tham gia nền tảng idol trên Cpac nhé mà mình sẽ nói chủ yếu review qua một chút một vài cái dự án đang làm phát ở trên dàn Cpac này để cho các bạn đánh giá xem là nó có tiền hay không còn những các bạn nào muốn tìm hiểu chi tiết hơn thì các bạn thể là vào trên trang Cpac chấm này này và app của nó nhé sau đó các bạn vào chỗ là how to buy idol này đó thì ở đây họ sẽ giới thiệu cho các bạn một vài cái cách mua và bên cạnh đó thì các bạn có thể là vào thêm trên cái trang web bờ của họ ấy, để các bạn có thể là À, tìm thêm, uh, xem thêm những hướng dẫn để họ mua như thế nào nhé Ở đây thì các bạn sẽ tìm ở dưới này này Đây, mình sẽ tìm cho các bạn này Đây, Media Kit này, hoặc là Doc này Nó chính là phần quay về bờ của dự án nhé Thì các bạn có thể xem thêm ở đây à, Và trước khi mà bắt đầu review uh, kỹ hơn về cái các cái dự án mà đang bán, mở bán IDO trên CPAC Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem thêm là những cái dự án trước đây đã từng list CPAC thì nó, nó như thế nào nhé Giờ các bạn để thể thấy này, dạo đây thì uh, CPAC thì đang uh, khá mở khá là nhiều uh, các cái dự án đúng không gần đây nhất thì có dự án uh, X server giờ này private AI này Libra này Unibit này đúng không Edulab này đúng không và các cái dự án này thì mình thì chúng ta cũng cũng để xem cái uh, lợi nhận của mức lợi nhận nó đây nhá Ví dụ như là dự án Unibit này thì đang có mức lợi nhận là 4,4 x đúng không uh, hay là Edulab thì mức 12x đúng không đó một vài dự án clip à, uh, 3x này 9x này và 4,7 x thì mình thấy là với cái thời điểm hiện tại mà cái mức lợi nhuận của sàn Sipak đang đem lại nó cũng khá là ổn đúng không? Từ 4x đến 5x là mình nghĩ là khá là tiềm năng rồi. Ví dụ như các bạn bỏ vào 500 đô, các bạn x5 đúng không? Thì các bạn có thể là lãi được khoảng 2000 20, đô rồi đúng không? Thì đấy là một con số mình nghĩ rất là rất là ổn rồi trong thời điểm hiện tại trong sắp mua option và mình tin rằng là khi mà mùa option chính thức mà cái mùa bull nó được diễn ra ấy, thì mình tin chắc rằng là cái những cái dự án mà ở trên sàn Sipak này thì nó sẽ còn rất là bùng nổ nhé đó thì đấy một vài thông tin và bên cạnh đó thì sàn thì cũng cho các bạn một cái cơ chế rất là đặc biệt đó là chính là dự án sẽ cho các bạn vì phân tròng 24 giờ sau khi list lên sàn à, đấy thì nó sẽ đảm bảo cho các bạn một cái tính an toàn khi mà các bạn mua những dự án Ido ở trên sàn Bắc này à, ví dụ như là khi mà dự án các bạn mua một dự án nào đó Ido ở trên sàn Cibac thì uh, nếu như dự án được list lên sàn mà nó giá quá thấp hoặc các bạn không muốn giữ lại thì các bạn có thể xin refund nhé và các bạn sẽ có quyền refund trong 24 giờ và những cái dự án mà mình thấy uh, được list ở trên cái sàn CPAC uh, này thì thường được list trên những cái sàn khá là lớn như là Get.io hoặc là Bybit thì uh, nó đem lại những cái tỷ lệ lợi suất lợi nhuận rất là ok đó, thì đấy là một vài thông tin khác dành cho các bạn và bên cạnh đó thì CPAC thì cũng đang chạy trên rất là nhiều chuỗi này như Room, Arbitrum, Optimus, Linear này, Base, Jet này, Polygon, Avalanche thì đây là một trong vài những cái chuỗi thì cho thấy rằng là cái nền tảng xin này nó không chỉ đơn giản hoạt động trên bnb đúng không mà nó còn hoạt động trên đa chuỗi thì từ đó nó có thể hút được rất là nhiều những dự án chất lượng đó thì đây là một trong những cái tin rất là tích cực của dự án uh, ok thì tiếp theo mà để mà các bạn được tham gia xuất mua ido trên xin thì chúng ta sẽ làm như thế nào thì ở đây nó sẽ có các cái đổi system này thì các bạn chỉ cần vào đây và các bạn stick cái đồng FPT uh, nó chính là cái đồng tốc của sàn ở đây thì giá của FPT nó đang có giá là 0.1564 thì tại thời điểm mình làm video. À, và ở đây thì nó có các cái bậc như là thay 1 này, thay 2, thay 3 đúng không? Nó có rất là nhiều bậc thay phù hợp cho rất là nhiều người. À, ở đây thì uh, khi có stack ngoài cái việc các bạn được mua IDO ra thì các bạn sẽ được uh, nhận thêm cái phần thưởng là 20% một năm, 19,99% một năm đúng không? Thì đây là một trong những cái uh, quyền lợi cũng khá đặc biệt dành cho những cái người mà chơi trên nền tảng Cbox này. Đó và những cái thay 1 này, thay 2 này thì các bạn hình dung là À, khi mà các bạn stake càng nhiều ấy thì cái slot để các bạn mua được mua ido nó sẽ càng nhiều thêm ví dụ như là ở cái bậc thay một này thì uh, các bạn có thể được mua từ 50 đến 100 đô đúng không càng cao thì các bạn sẽ được mua càng nhiều và cái bậc uh, càng bậc thứ 9 này tức là các bạn sẽ được mua đâu đó khoảng 1.000 đến 2.000 đô thì uh, các bạn và ngoài ra thì các bạn sẽ được mua thêm một vòng một số cái vòng như là vòng private sale hoặc là sit sale đó hoặc là các bạn sẽ được vào nhóm của Will của cái uh, nền tảng bắt này thì nó sẽ có nhiều thông tin hơn đó thì ở đây họ cũng nói rất rõ một vài cái thông tin ở đây đấy đây các bạn để xem này, những cái nào tích màu xanh là những cái màu trắng tích là dự là cái vòng đó các bạn được được trong được cái quyền lợi như thế nhá. Ví dụ như là um, ở cái thai ơ số số 5 này đúng không? Số 5 này. Đấy thì các bạn đây số 6 này, đấy thì các bạn sẽ được mua thêm một số vòng private nữa. Đó và cái full là 60 đúng không? thay 4 thì các bạn chỉ được mua ideal thôi. Đấy, tức là bậc càng cao thì các bạn sẽ được mua càng nhiều. Ở đây ví dụ như là bậc cao nhất là bậc thay 9 đi thì các bạn sẽ stack là 50.000 cái đồng FPT này thì ở đây chúng ta để xem 5.000 50 thì nó sẽ rơi vào tầm 7.800 đô. bảy à, thì 7.800 đô là một con số mình nghĩ là cũng tương đối là ok, tương đối là lớn đúng không? Tuy nhiên đổi lại thì các bạn được mua rất là nhiều những cái dự án rất là chất lượng. Ở bên cạnh đó thì giá của đồng CPAC thì mình thấy nó cũng không biến động quá nhiều được các bạn. Đó, nó đang ở mức uh, khá là ổn rồi. thì uh, trong thời gian tới thì uh, ví dụ như là giá của đồng spark nào lên 0.3 chẳng hạn, thì để mà các bạn được vào những cái vòng trong 5.000 đô này thì số tiền của các bạn sẽ nâng đô lên đúng không? thì nó sẽ rơi vào tầm 16 đến 2.000 đô thì nó cũng khá là cao đúng không? À, thì uh, đang cái thời điểm khá là tốt này thì các bạn có thể cân nhắc cái việc là tìm hiểu cái sàn Cibak này và những cái dự án được lăn phát trên nó, xem mà ổn không thì các bạn có thể tham gia mua nhé. OK, thì quay trở lại với cái nền tảng Cibak thì gần đây nhất thì có đang có dự án là Ch uh, Trinity of the Firebird, đúng không? Thì đây là một dự án uh, mở Chuẩn bị mở bán sale trên sàn uh, Trên uh, CPAC Và cái thời gian mở bán của nó sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày nữa Đó, chúng ta, và cái dự án sẽ huy động là Khoảng 300.000 đô Đấy, Với cái giá token uh, Ở cái dạng vòng 5W 045 Và cái mạng của nó là mạng Polygon nhé Và các bạn, do Network thì các bạn mua bằng BNB trên Thì sau này khi mà các bạn mua mua bằng BNB trên xong Thì uh, dự án nó cũng sẽ trả bằng Token bằng uh, Polygon nhé Thì cái này cũng rất đơn giản thôi các bạn, không có gì là khó khăn cả Ok thì đây để các bạn được practice đây thì nó sẽ có ba vòng thì sau khi các bạn stack xong thì các bạn sẽ được chọn một cái vòng pool nhất định nhé Thì đây thì cái vòng đầu tiên là vòng tire cộng wallet đấy thì vòng thứ hai là vòng tire giật là dành cho những cái tire mà uh, uh, từ level 6 5 uh, 5 6 trở lên đúng không? Còn FCBS tức là dành cho những bạn nào mà mua cái vòng mít cái vòng này này. Đấy thì các bạn thể tham gia mua FCBS tức là chúng ta sẽ được mua thêm. Đấy max đây chưa thông báo đúng không? ở đây thì cũng chưa thông báo gì. À, trước khi các bạn à, kết hợp ví của mình vào, sau đó các dự án họ sẽ à, check xem là bạn ở thay mấy và sẽ cho các bạn một cái lượng uh, alo đây. thì ở đây họ chưa thông báo có kỹ đâu. À, chúng ta có theo dõi thêm nhé. nhưng mà thông thường trung bình thì mình thấy là uh, với những cái alo càng cao ấy, cái cái bậc thay càng cao ấy, thì các bạn sẽ mua càng nhiều. OK thì điểm qua một chút về cái dự án uh, game Trinity of the Favours này thì các bạn thể bật đây mình bật tiếng Việt lên các bạn xem này. Thì đây là một cái thể loại game nhập vai hành động miễn phí được xây dựng trên uh, Unity Eagle 5, đúng không? Thì uh, mình thấy là đây là một cái dự án làm về game file đã bắt trend uh, game file trong thời sắp tới đúng không? Và các bạn sẽ nói sẽ là một thể loại một thể loại game nhập vai uh, hành động miễn phí, tức là các bạn sẽ play to earn free được chưa Ở đây các bạn đọc thêm một vài tin tức này, đây các bạn có thể xem thêm uh, một vài cái intro của họ này, intro dự án này. Đó, thì mình thấy là đồ họa nó cũng tương đối khá là đẹp đúng không? Đó. Ok thì đấy, các bạn thể xem sau nhé Đây mình chỉ review qua một chút thôi Và dự án này thì uh, Một vài thông tin khác là Dự án thì cũng đã được phát triển bởi uh, Một vài cái team đội ngũ rất là phát triển Đây ví dụ như là có lúc này CEO Thì đang có 7 năm kinh nghiệm làm trong gaming và 3D này Đấy cho nên là đồ họa các bạn thấy rất là đẹp đúng không à, Bên cạnh đó thì có Nicolas này Là cũng 10 năm kinh nghiệm trong ngành game này Đấy Hamut này uh, 3D Tech Lead này Đúng không 25 năm kinh nghiệm làm gaming này đúng không Uh, 10 năm uh, AK Acos này, 10 năm kinh nghiệm làm trong gaming này đúng không? Đó. Thì đây toàn là những cái ngôn người mà đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm làm trong bảng game file và gaming rồi đúng không? Thì các bạn có thể thấy là đội ngũ của họ cũng rất là uy tín đúng không? ở à bên cái đó về tokenomics của dự án thì các bạn đây cũng là một trong cái phần mà các bạn cần chú ý. và Đầu tiên là về uh, cái vòng angle tức là vòng dành cho những nhà đầu tư nhân thần thì uh, bị sẽ bị lock trong vòng 3 tháng và sẽ vết tinh trong vòng 24 tháng. Tức là 3 tháng đầu tiên thì uh, dự án thì sẽ không có lực xả đúng không? Và tổng cái khối lượng lock sẽ là 2,5% đúng không? mà vòng này thì có giá là 0.0137 đúng không? Đấy, vòng dành cho nhà đầu tiên thật và tổng phân là 250.000 đô. Đấy, vòng sheet round thì là 3 tháng cũng bị khóa 3 tháng, static cũng là 2 tháng đúng không? Private cũng là khóa trong 2 tháng. Đây. Đấy, 24 tháng này, vesting là 18, 18, 18 này. Unlock này, đúng không? 5%, 5%, 10% này, đúng không? Đó, Vòng patrice của mình là cái vòng mà các bạn sẽ mua ở đây nhé Là cái vòng mà chúng ta sẽ mua IDO trên nền tảng Sipat này thì Chúng ta sẽ vét tinh cho vòng 6 tháng Thì tháng đầu tiên thì sẽ được mở là 20% Và còn lại 80% thì sẽ, sẽ trả nốt trong vòng mà 5 tháng đúng không? Đấy, thì tương đương với mỗi một tháng sẽ trả đâu đó khoảng là 15% gì đó đấy, Thì đấy là cái lịch vét tinh của dự án nhé Bên cạnh đó thì uh, token tiến ích của dự án thì uh, Uh, token của dự án thì sẽ được dùng để làm arop uh, cho vật phẩm này, vũ khí và nhân vật. Uh, tiếp theo là để đúc tiền mua bán và giao dịch, uh, tức nghĩa là để mà các bạn chơi game thì các bạn cần phải có những cái NFT. Thì uh, dự án thì sẽ dùng chính cái uh, những cái tiền các cái đồng uh, AB ABIS này uh, để mua và mua bán những cái vật dụng trên đó. Uh, tiếp theo là để các bạn tham gia những cái sự kiện trên Arena thì Arena thì uh, giống kiểu là các bạn sẽ được nhận arop các bạn hoặc là các bạn sẽ được nhận chơi game để kiếm thưởng đó. Uh, phần thưởng sự kiện Arena đó. Rồi thì đó là một vài thông tin khác. Bên cạnh đó thì các bạn cũng sẽ có những cái phần thưởng bổ sung như là người chơi nắm giữ một lượng token, nhất định thì sẽ được thưởng một vài vật phẩm độc quyền ở trong trò chơi để sử dụng sự kiện đấu trường và các vật về và các chế độ trò chơi khác nhau. Đấy. Thế nên lịch trình phát hành token thôi thì thực ra nó cũng không có gì. Để vừa rồi mình có nói rồi đúng không? Thì ở đây thì nếu như các bạn mua ở trên những cái uh, các bạn mua ở trên vòng uh, bán sale này rồi thì mình nghĩ là cái mức phí nó cũng khá là ok rồi đúng không? Ấn tượng rồi đúng không? Đó, bên cạnh đó thì những cái out partner hay là backer của dự án thì có Sima Capital này, Dectum này, Con Con này, à, GD10 Venture này. Thì đây là một trong những cái quỹ đúng không? Tầm 3 thôi. nhưng mà mình thấy là những dự án mà khi mà được làm phát ở trên nền tảng Sibac này thì chuyển chủ được list lên những cái sàn rất là lớn như là Gate hoặc là Bybit gì đó thì rất là ok, đúng không? Và bên cạnh đó thì cũng có cái chế độ về refund nên các bạn cũng hoàn toàn yên tâm. Đây thì đây một vài thêm một vài thông tin tổng cung của cái đồng này sẽ là 600 triệu đúng không 600 triệu abi đó uh, usdt uh, quỹ được huy động vào là sẽ dùng usdt và b 20 vốn nói thị trường bắt đầu sẽ là chỉ khoảng là 900 900 nghìn thôi đó. rất là ít đúng không uh, trao quyền thì là 20 phần tức là và sau đó phát hành th thành, thành cho vòng 6 tháng đây đó thời gian bắt đầu này 9 giờ sáng ngày 26 tháng 4 cho đến uh, thời gian kết thúc thời gian niêm yết thì họ cũng chưa công bố này đấy thì của chúng ta sẽ chờ đợi thêm nhé đấy thì mình nghĩ là dự án cũng sẽ lít sớm thôi Ok thì đó một vài thông tin về cái dự án uh, dự án game uh, đợt này ở trên mở bán trên sàn uh, ở trên ở trên nền tảng ở Cpac thì các bạn thể theo dõi thêm nhé đây dự án có tên là Trinity of the Firebird này thì đây một vài thông tin khác mình muốn giới, giới thiệu đến cho các bạn thì chúng ta cũng chờ đợi, chờ đón xem là khi mà dự án được đi lên sàn hoặc lên liên, liên lên, những cái sản đất thì các bạn sẽ xem là cái roi của nó như nào nhé Ok và đó là toàn bộ phần thông tin của mình giới thiệu về dự án thì nếu như các bạn thấy video này hay và giá trị thì nhớ cho mình xin một like và subscribe kênh YouTube mình nhé ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo